kỷ nguyên số gắn liền với những đột phá về công nghệ, internet, kỹ thuật số, thực tế ảo đang phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới. Và Việt Nam không nằm ngoài xu hướng tất yếu ấy. Kỷ nguyên số sẽ thay đổi hoàn toàn cách sống, làm việc và sản xuất của chúng ta. Người tiêu dùng hiện nay chỉ cần sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động thông minh là có thể lựa chọn, so sánh rất nhiều sản phẩm của rất nhiều thương hiệu. Và chỉ cần một cái click chuột là có thể mua được sản phẩm của mình cần, thay vì phải đi ra từng cửa hàng để lựa chọn hay phải xếp hàng dài để chờ thanh toán trực tiếp như trước đây. Có thể nhìn thấy được cái mặt hàng của mình ngay ở nhà mà không phải đi, là đỡ phải trong cái quá trình mưa nắng hay như thế nào đấy, rất là tiện. Thứ hai là mình có thể nhìn được giá cả trên mặt hàng đấy nữa. Không chỉ những nhãn hàng hay thương hiệu lớn, hiện nay cả những hàng ăn nhỏ cũng đã tham gia vào kênh bán hàng trực tuyến. Theo chia sẻ của chủ quán, kể từ khi tiếp cận kênh trực tuyến vài năm trở lại đây, doanh thu bán hàng có thời điểm tăng tới gấp đôi. Mình hợp với xu hướng thôi, chứ cũng không phải là bởi vì mình tự quyết định gì, cái gì tự đến nó sẽ tự đến mà. Mình tiếp cận được những khách hàng có nhu cầu thì mình sẽ bán được hàng. Người tiêu dùng nhận được sự tiện lợi và đa dạng lựa chọn khi sử dụng phương thức mua hàng trực tuyến. Nhưng họ cũng phải chấp nhận đánh cược niềm tin của mình khi không thể kiểm tra, trải nghiệm trực tiếp sản phẩm. Bởi tất cả những thông tin họ có là hình ảnh do đơn vị sản xuất hoặc nhà phân phối cung cấp. Chất lượng sản phẩm sẽ luôn là yếu tố đầu tiên quyết định niềm tin của người tiêu dùng. Niềm tin chất lượng trong kỷ nguyên số không chỉ là chất lượng của chính sản phẩm, mà còn bao gồm cả chất lượng dịch vụ doanh nghiệp cung cấp trên nền tảng Internet. Chất lượng dịch vụ sẽ được đánh giá thông qua sự nhanh chóng, tiện lợi, sự an toàn, mà cụ thể là hệ thống bảo mật thông tin khách hàng trong quá trình giao dịch trực tuyến. Hình thức thanh toán chuyển khoản, thanh toán qua Internet Banking trở nên phổ biến. Tuy nhiên, đi kèm với tính tiện lợi ấy là những rủi ro về độ an toàn khi mua sắm trực tuyến. Theo thống kê của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Bộ Công Thương, trong 7 tháng đầu năm 2017, Cục đã tiếp nhận hơn 30 vụ việc phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng về việc nhận được các cuộc điện thoại, tin nhắn có nội dung lừa đảo người tiêu dùng. Những vụ việc lộ thông tin khách hàng của các hệ thống bán lẻ lớn xảy ra gần đây cũng lại tiếp tục khiến cho khách hàng lo lắng về độ bảo mật thông tin. Niềm tin khách hàng là thứ khó có thể xây dựng được, nhưng lại dễ dàng đánh mất. Vì vậy, ngoài việc chú trọng phát triển các dịch vụ sản phẩm, bảo mật thông tin, thì xây dựng hệ thống bảo vệ lợi ích của khách hàng cũng được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. BIDV cũng hướng tới đầu tư vào các cái giải pháp về mặt bản chất nó có cái tính bảo mật cao hơn. Ví dụ như các cái giải pháp thanh toán qua QR code, mã QR, tức là giải pháp đấy thì chúng ta khách hàng không phải nhập thông tin trên các cái website, trên các hệ thống của đối tác, mà khách hàng có thể dùng cái mobile banking của chính các ngân hàng để thanh toán. Hoặc là BIDV cũng áp dụng các cái hệ thống tin nhắn OTP cho các cái giao dịch thanh toán thẻ quốc tế và nhiều cái ứng dụng khác để hỗ trợ cái phần bảo mật cho khách hàng. Theo số liệu mới nhất được thực hiện bởi The Conference Board và Nielsen, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang ở mức ổn định trong quý 2 năm 2018 với 120 điểm phần trăm. Đây là một dấu hiệu tốt cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ cùng với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp nếu không muốn bị tụt lại phía sau thì buộc phải liên tục thay đổi các sản phẩm để thu hút khách hàng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như hệ thống bảo mật thông tin.